mến, cứ mỗi lần đến với chương trình Ước mơ của em là chị Mai Phương lại có những cảm giác thật là thú vị, giống như đang trở về với thế giới cổ tích, thật là nhiều những ước mơ ngộ nghĩnh và đáng yêu. Và ngày hôm nay thì có một ước mơ mà chị Mai Phương bất ngờ, và chắc là quý vị khán giả cũng sẽ cảm thấy bất ngờ giống như Mai Phương đây. Nhưng trước tiên thì Mai Phương sẽ bật mí với người đầu tiên của chương trình, đó chính là hiệp sĩ của chúng ta. Alo, anh nghe đây Mai Phương ơi. Xin chào hiệp sĩ, đây sẽ là một nhiệm vụ rất là bất ngờ đó. Anh biết ngay mà, tại vì thấy em gọi là biết có nhiệm vụ mới liền. Người bạn nhỏ của chúng ta tên là Bảo Nam, hiện đang học lớp 5. Và Bảo Nam có một ước mơ rất là thú vị, đó là thích được trở thành nhà sưu tập tiền cổ. Sưu tập tiền cổ Có lẽ là hiệp sĩ thiên vương của chúng ta cũng bất ngờ luôn đúng không nào? Nhưng mà bây giờ thì hiệp sĩ ơi, hãy mau mau lên đường để giúp đỡ cho Bảo Nam thực hiện thành công ước mơ của mình đi nào. Hy vọng là anh sẽ giúp được bé. Mai Phương yên tâm nha. Thưa quý vị, có lẽ đây sẽ là một hành trình lạ nhất từ trước đến giờ. Và chắc là quý vị cũng đang nôn nóng theo dõi xem hành trình này sẽ diễn ra như thế nào đây. Anh ơi, cho em hỏi một xíu. Cho em hỏi nhà số 12-6-1B là chỗ nào vậy anh ha? Nhà đây nè. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Vậy là hiệp sĩ Thiên Vương đã tìm được nhà của bé rồi, ngay đây. Và chúng ta hãy vào nhà của bé Bảo Nam để mà chúng ta tìm hiểu về ước mơ của bé nha. Xin chào chị. Chị ơi, cho em hỏi có phải nhà của bé Bảo Nam không ạ? Đúng rồi em. Xin giới thiệu với chị, em là hiệp sĩ Thiên Vương của chương trình Ước mơ của em. Và bé Bảo Nam đã có gửi một lá thư đến chương trình và có một ước mơ. Không biết là em có thể vào gặp bé được không ạ? Mời em. Dạ, cảm ơn chị. Có khách nè con. Chào anh. Chào con. Tại sao con lại thích sưu tập tiền cổ vậy? Tại vì chú phải ngày xưa cậu con cũng từ nhỏ cậu con cũng thích sưu tập mấy cái đồng tiền cổ như vậy. Thì không biết từ bao giờ con cũng thích sưu tập cái này giống cậu. Đây là cậu con. Dạ cậu. Vậy thì trước giờ con đã sưu tập được bao nhiêu đồng tiền cổ rồi? Dạ thì con cũng ít lắm, cái bộ sưu tập này là cái cổ cục của cậu con. Gọi là chuyển nhượng hả? Chuyển nhượng. Nguyên do như thế nào mà anh lại chuyển nhượng cho cháu bộ tiền cổ này? Ngày xưa thì mình cũng thích những cái sưu tập đồng tiền là vì những cái thiết kế của nó với lại những cái ý nghĩa của những cái đồng tiền đó. Xong rồi lớn thì mình lại không có thời gian chơi nữa, lại thấy cháu nó thích thì mình đưa lại cho cháu nó chơi. Rồi bắt đầu nó cũng sưu tập được cũng khá khá những cái đồng tiền rất là hay. Theo con thì con thấy đồng tiền cổ nó có ý nghĩa như thế nào con? Dạ, mấy cái đồng này thì một số đã bị thất lạc khắp nơi. Nếu mình giữ được thì mình cũng giữ được giá trị từ ngày xưa. Thời cha ông đã xài những đồng tiền như thế này. Cậu rất ủng hộ cái việc này. Mong là con sẽ có được những kiến thức bổ ích cho riêng mình. Cho con đi với chú Thiên Vương đi khám phá tiền cổ. Chúc con và chương trình thành công ha. Dạ. Con ngoan nha, nghe lời chú nha. Chúng ta cũng đã có mặt tại nhà của bác Nguyễn Văn Quỳnh, hội trưởng Hội Cổ vật Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta hãy vào để mà bé Bảo Nam có thể tiếp xúc nói chuyện với bác. Dạ, con chào bác. Chào. Cháu hỏi là bác là bác Quỳnh ạ. Dạ vâng. Dạ. Xin giới thiệu bác con là hiệp sĩ Thiên Vương của chương trình Ước mơ của em. Thưa bác, con là Bảo Nam, đến từ trường Hòa Bình, quận 1 và con học lớp 5 năm, trường 5 năm, hôm nay con 10 tuổi. Hôm nay con tới đây để trò chuyện và hỏi bác một số vấn đề, một số cái về tiền cổ. Hôm nay cháu tới thì bác rất là vui là có thể giới thiệu cho cháu xem một số cổ vật mà bác sưu tập được. Vậy là có thể là giúp đỡ cháu một phần nào trong cái con đường sưu tập. Đối với dòng tiền thì bác cũng chỉ là con chim chích lạc vào rừng thôi. Tức là nó mênh mông bát ngát mà cái kiến thức của nó thì vô bờ bến, nhưng mà bác hiểu thế nào cần phải có trong một bộ sưu tập. Tại vì cái này nếu như con chỉ để như thế này không thì không ai ta nói đây là một bộ sưu tập, mà chẳng qua là con nhặt nhạnh tất cả cái đồng tiền con góp lại thôi chứ chưa phải là bộ sưu tập.
một bộ sưu tập thì nó phải là thế này. Tức là ví dụ như con có tiền Việt Nam thì con phải có cả một cái bộ sưu tập của tiền Việt Nam, từ tiền xu cho đến tiền giấy. Thì nếu mà tiền giấy thì đầu tiên xuất phát điểm của nó là phải tiền giấy từ thời nào, để con hình dung ra là một bộ sưu tập thì mình phải sắp xếp như thế nào, phải làm như thế nào. Đây là sách về sưu tập tiền cổ. Đấy, wow. để xét, để đây con ngồi đấy đi. Để mà sưu tập tiền cổ, ít nhất con phải đọc được những cái sách này. 100 năm tiền giấy Việt Nam. Wow. Rồi đây là quyển của Alan Baker, tức là viết về chuyên về tiền Việt Nam ở các triều đại đây. Bây giờ con muốn sưu tập tiền được thì đầu tiên con phải có cái kiến thức, tức là con phải đọc từng loại sách cho bà. Khi con mới nhìn vô thì cũng chán ván một lúc, nhưng mà sau thì ý chí quyết tâm cũng tăng lên, có lẽ sẽ bước tiếp con đường chứ không có dừng bước lại. Đây tiền xu này là của bác, là tiền xu của bắt đầu từ Đinh Lê Lý Trần. Tức là Đinh thì nó có là Thái Bình Hưng Bảo, có người thì đọc là Đại Bình Hưng Bảo. Thế nhưng mà đây là Thái Bình Hưng Bảo, thì ở đằng sau này nó có cái chữ Đinh ấy, ở đây. Cái chữ Đinh này ấy, tại sao như vậy, là người ta nói lấy là cái đồng tiền độc lập đầu tiên của nước Việt Nam. Tức là khi mà đồng tiền này ra đời, nó khẳng định cái nền độc lập tự chủ của nước Việt Nam. Cho nên có thể nói là thông qua cái đồng tiền này là nó là một cái bài học rất là hay. Tức là ngày xưa cái vua Đinh Tiên Hoàng khi lên làm vua, người ta sợ rằng là cái đồng tiền của Việt Nam lẫn với cái đồng tiền của Trung Quốc, và bị cái Trung Quốc nó đố hộ, nó đè nén, thì người ta chính ra cái đồng tiền này nó đằng sau đồng tiền nó thêm một cái chữ Đinh nữa. Cái chữ Đinh này có nghĩa là của vua Đinh Tiên Hoàng, để cho nó khác với là đồng tiền của Trung Quốc. Hoặc là sau này khi cái đồng tiền là Thiên Phúc Trấn Bảo, tức là đồng tiền này của vua Lê Hoàn, thì đằng sau nó có chữ Lê, tức là đã biết tự khẳng định mình, nói lên cái ý chí độc lập tự cường của dân tộc ở đây. Đây là tiền giấy của bác này. Wow. Đây là tiền Bác Hồ. Đấy, thì trong cái lịch sử này thì nó có, thì bây giờ bà có thế này. Tiền đây là tiền từ năm 1946. Những cái thời kỳ này là những cái thời mà kinh tế nó vừa mới phát triển. Cho nên là cái ví dụ như từ cái giấy rồi từ mực in tất cả các thứ, mình đã thấy là nó chưa đạt đến cái trình độ kỹ thuật cao. Thậm chí là đây nó có những cái đồng tiền nó còn như thế này. Tức là nó rất là đơn sơ, giống như là người ta cảm tưởng như là người ta vẽ lên bằng bút, chứ không phải là người ta in, hoặc là ngày xưa in Romeo, cho nên là nó rất là đơn giản đấy. Rồi từ 1951 trở đi thì bắt đầu Việt Nam bắt đầu in tiền đẹp hơn. Như đồng này là đồng rất là khó tìm, cho nên cả bạc cũng không tìm được cái đồng màu đẹp hơn nữa. Còn về thế này cũng đành phải chịu, tức là tại vì loại đó là loại rất là hiếm, khó tìm. Ngày xưa ở Việt Nam mình ấy, nó còn có, tức là không đủ tiền một cái này, là ngày xưa một đồng này có thể mua được cả một cái gia tài, cả một cái căn nhà to tướng, mà chỉ bằng đồng này thôi. Tại sao ông lại chơi đồ cổ? Thì những cái này là gì? Những đồng tiền này là của tổ tiên ông bà mình mồ hôi nước mắt làm ra và để lại. Thì ông muốn lưu giữ lại những cái gì thuộc về tổ tiên ông bà. Thì những cái đồng tiền này con cầm vào đấy, nó đã thấm mồ hôi của bao nhiêu người để lưu giữ cái đồng tiền này, truyền tay nhau cho đến bây giờ mình có, mình lưu giữ lại. Cái lý do thứ hai là ông trước là ông làm thuyền trưởng. Ông có điều kiện đi rất nhiều nước trên thế giới. Trong một cái lần ông đi đến trên Algeria thì vào đấy mình thấy trong một cái tủ kính rất là nhỏ, thế nhưng mà họ trang trí rất là trang trọng. Họ để một cái bình vôi và một bộ đồ ăn trầu. Người ta sưu tầm và người ta đưa về bảo tàng Algeria, bảo tàng dân tộc học Algeria, người ta để ở đấy. Thì tự nhiên mình đến đấy mình xúc động đến nghẹn cả người và mình dàn cả nước mắt ra, là tại vì tại sao những cái mà của tổ tiên ông bà mình mà người nước ngoài người ta trân trọng đến như vậy, người ta lưu giữ được cái đó như vậy, mà ở mình thì mình lại có nhẹ cái đó. Cho nên khi đó ông mới bắt đầu tìm đến đồ cổ và say mê sưu tầm giữ lại những cái đồ cổ. Ông về cái chuyến, về cái những
mà ông nói cho con biết về tiền bạc và những cuốn sách này, con sẽ cố gắng tìm kiếm mua mấy vài mấy cuốn này và sẽ tiếp nói theo ông là làm cái nhà sưu tập tiền cổ. Rồi rồi, bắt tay con. Có lẽ là hành trình đặc biệt ngày hôm nay của Bảo Nam và Hiệp sĩ Thiên Vương cũng đã giúp cho chúng ta đến với một thế giới rất là hấp dẫn, đó chính là thế giới sưu tập đồ cổ. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta hiểu nhiều hơn về tiền cổ, đúng không quý vị? Mỗi chúng ta đều có một ước mơ, đều có một đam mê và có nhiều con đường để chúng ta có thể theo đuổi những ước mơ và đam mê đó. Nhưng trước tiên, điều quan trọng nhất dành cho tất cả những người bạn nhỏ là chúng ta phải thực hiện thật tốt những công việc hiện tại, đó là các em phải học thật giỏi, thật ngoan, rèn luyện sức khỏe, và đó chính là nền tảng để sau này chúng ta có thể thực hiện thành công ước mơ của mình. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Phương xin chào tạm biệt. Chắp cánh ước mơ tuổi thơ.